Nào, ok, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sinh 2. Và Long vừa đi tìm kiếm ải 6 xong. Bây giờ là bước vào ngay ải 7. Rồi, ok. Và tem của chúng ta ngày hôm nay bao gồm có Thúy Vũ Tiên, Nga Mi Đàn, Apo Môn Phái, Thúy Lâm Trượng, Nga Mi Kiếm, Minh Giáo Trận Binh, Lâm Dọc và Võ Đăng Bút. Rồi, ok. Bây giờ là chúng ta sẽ cho tem vào bên trong. Và hôm nay thì là không biết là được bao nhiêu dương. Và không biết là Vinagame bây giờ là fix thì tỷ lệ dương nó còn nhiều hay không. Và bây giờ là chỉ còn chỉ tiêu của chúng ta một dương tinh chế chỉ có 7 vàng ấy, chỉ có còn 7 vàng thôi anh em ạ. Và không biết là còn nhiều hay không. Và anh em muốn biết còn nhiều hay không thì là chúng ta sẽ đi ngay bây giờ để biết còn nhiều hay không. Anh em nhớ xem theo dõi ủng hộ nhá. Và bây giờ Long sẽ lấy ngăn kiếm để úp cho Thiên Phú Tiên này. Hôm nay Thiên Phú Quyền thì không có mặt nhá, vì thế mà Long không quay trực tiếp. Đấy, úp thôi, úp và mở thôi. Rồi đây rồi. Đây rồi. Quay ngay không nó lạc mất á. Từ đường là anh nào đứng ở đây. Quay nhiệt tình vào. Rồi, hết lạc đấy. Nó chỉ lạng khi mà quái nó ra đột ngột nhiều một lúc. Đấy, bây giờ là hết lạng anh ạ. Anh em quay thoải mái. Đang dùng bằng tay anh em này, Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ dùng. Hết lạng chưa để dùng auto nè. Đấy. Cũng khá là nhiều dương này anh em đúng không? Rồi, tranh thủ nhặt ra nữa. Đợi cho nó hết nặng ra rồi chúng ta sẽ lấy nhiều á. Hết nặng chưa à, bây giờ là cho nó đi theo sau. Rồi ok. Đấy, hết nặng đây anh em ạ. Rồi ok hết rồi. Lòng vẫn thấy nó giật giật anh em ạ. Apo Môn Phái vẫn thấy nó giật giật. Chỉ sợ mất mạng. Đấy, bên này là nhiều, chúng ta thử sang mở cửa ải bên này tiếp nhé. Không biết là bên này đã hết chưa, chúng ta thử sang cửa ải bên này. À may quá hết rồi, Long cũng muốn cho nó hết, không muốn đánh dây dưa nhiều. Đấy. Để Long cho Apo Môn Phái để nhặt vàng lại nhé. Đây, Long sẽ phóng to đây. Đây. Nhặt vàng. Đây, hôm nay lạng đấy, Long không muốn live stream. Đấy. Thì video này Long sẽ úp vào buổi tối thôi. Đấy. Nói chung là vàng cũng có anh em đúng không? Đấy. Đây rồi. Nhặt vàng thôi. Và máy chủ mới Quyền Hổ sắp sửa ra và đúng ngày mùng 7 tháng 5. À, tức là vào ngày thứ 6 ấy, anh em có chơi thì compact trở lại nhé. Anh em có thể là cày tem tàng kiếm riêng cho mình. Long thì Long có tem rồi. Nhưng mà hôm đấy thì Long có sang ở bên server Quyền Hổ. Sẽ cày một em Võ Đăng Bút để review game thôi. Đấy, anh em nhớ qua ủng hộ nhé. Thank you anh em rất là nhiều. Và anh em biết đấy, thì dạo này thỉnh thoảng là để Long bỏ cái hát này ra. Dạo này thì Long cũng ít đi tàng kiếm dần. Vì là công việc đây có cái chìa khóa rồi, một đã có Long sẽ nhặt luôn. Bởi vì công việc từ dạo này rất là bận nên ngày xưa Long nhiều tem lắm anh em ạ, ngày xưa rất là nhiều tem đi tìm kiếm nhưng mà bây giờ là hơi bận một xíu nên đi tìm kiếm nó cũng ít, cũng có đi nhưng không phải là không đi, có đi nhưng mà hẳn nó số lượng nó ít giảm dần. Mặt khác là bây giờ là nó thích dương nên cũng ít vàng nữa. Ok, Long sẽ nhặt nhé. Để Long sẽ nhặt cái dương. Đây, ở đây còn 2 dương cơ. Đây này. Nhặt ngay, đấy, mấy dương này chồng nhau nhé. Đấy. Ok, thì như tình hình là một dương là bỏ nhé mà. À, chúng ta đã được trên 1k vàng rồi. Trên 5k vàng là ổn rồi đúng không?
Long sẽ cho năm dọc ra. Cho năm dọc ra để cầm boss. Đây. Bởi vì ngoài hệ này nhiều quái á. Đây là đấy. Nào các chú lại đây, các chú lại đây để anh gom vào. Đánh cho nó dễ. Được chưa? Quái đây. À, chúng ta cho xa cái đoạn này ra. Đấy. Sau đó thì chúng ta kéo tem, kéo tem, kéo tem. Một dương bỏ nhá. Tình hình là một dương là bỏ đấy. Ôi trời ơi. Rồi ok, đa số là nó ra ổn định đấy. Còn ác nào thì chúng ta cho ra lốt nhé. Đây đây. Học bọn đang bút đây. À đúng rồi, bọn đang bút. Nào. Đến tiêu diệt thôi. Đấy, quái khá là nhiều, đúng không? Hy vọng này có 4-5 dương được. À. Đúng như trong mơ. Đúng như trong nơ. Có 3 dương, một con boss là 4 dương. Phải tè. Nhặt luôn một dương, hai dương, ba dương. Rồi ok, chúng ta tí sẽ đợi con boss ra nữa là ok đấy. Rồi, chúng ta đứng vào đây này, đứng vào đây. Sau đó thì chúng ta cho năm dọc, cho năm dọc ra để cầm boss đấy. Rồi, thế là ok đúng không? Cho năm dọc ra đây để cầm boss. Rồi, chúng ta đợi, chúng ta ở đây chỉ việc đợi chờ. Rồi, chúng ta đứng ở đây đợi nha anh em nhé. Mấy cái cửa này chắc chắn là hết quái rồi. Mấy cửa này chắc chắn là hết quái rồi. Còn con boss này hôm nay ra thì nó sẽ chết với Long. Bởi vì sao? Bởi vì Long có thiên lâm trượng nha mày. Có thiên lâm trượng để giải quyết cho nó nhanh. Anh em đợi tí nha, đợi tí cho boss nó ra. Còn tranh thủ mà đợi con boss nó ra thì là anh em có thể là lên trang chủ để tham khảo. Để tham khảo đó là máy chủ quyền hồ mới. Máy chủ quyền hồ này thì anh em có thể là cày theo có nhiều cách. Và anh em có thể là cày từ từ. Cách thứ nhất là anh em có thể nạp 3 cao su để anh em có danh vọng 50k điểm công trạng 3 cao sư môn và 3 cao danh vọng 4 cao sư môn. Ngoài ra thì anh em có thể cách thứ hai là anh em có thể là ăn củ 3 cao danh vọng và một củ 4 cao sư môn, mỗi củ 100.000. Và còn công trạng thì anh em có thể là ăn nữ hoa và đạp ngôi sao may mắn. Và cách thứ ba là cách lâu nhất, đó là anh em cày từ từ, đó là trồng một cây bát nhỏ nhỏ để lên cho 7x. Rồi anh em đi thái hư lấy điểm công trạng, sau đó là anh em anh em phải ăn nữ hoa và đạp ngôi sao may mắn trước để cho đủ 50k, sau đó là anh em đi thái hư lấy danh vọng siêu môn. Đấy, có 3 cách, 3 hướng chính cho anh em cày. À, con boss này quá lâu, con boss này hơi lâu. Đợi tí nhé, đợi nó ra phát là nó sẽ hạ nó ngay. Đợi tí. Đấy. Máy chủ quyền hồ đợt này thì nó hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Đó là anh em sẽ trùng sinh 10 và cấp 98. Đấy là hỗ trợ cho anh em mà. Cày sau, càng cày sau thì càng vít cái sao nhỉ. Sướng thế. Cái đợt của bọn Long cày bây giờ ăn thiên lâm quyền của Long bây giờ là trùng sinh 10 cấp 97. Cày lâu vãi tè mà không biết là bao giờ mới lên cấp 98 anh em ơi. Long nghĩ là đợt sau nó sẽ ra sự kiện nữa là sẽ hỗ trợ cho anh em lên trùng sinh 10 cấp 98 ngay này. Đấy, vì là game đợt trước là trùng sinh 10 cấp 96, bây giờ trùng sinh 10 cấp 97 và đợt sau nữa thì chắc chắn là sẽ lên 98. Bởi vì là server mới này quyền ổ ra 98 rồi thì sự kiện sau chắc chắn là Vinagame sẽ cho ra cho anh em trùng sinh 10 cấp 98 bảo đảm 100%. Và đồ sắp tinh nó sắp sửa nâng cấp cũng như là sắp sửa ra kim xà giảm tải đoán vậy anh em, bởi vì là game bây giờ là cứ chơi được vài tháng lại thay đổi liên tục nên anh em khó mà theo đuổi kịp. Anh em chơi tầm trung thì anh em còn theo đuổi kịp, còn anh em theo tầm vip thì phải là dùng đến đô la thần trưởng rất là nhiều. Đấy. Bây giờ là game nó thế đấy anh em. Long thì boss ra anh em đợi tí nha.
Rồi. Chúng ta sẽ đi đánh giải quyết con này nhé. À, chúng ta sẽ dùng chiến nước chiều để giải hệ âm của boss á. Đây này, nhà mặt chiều chiều này. Chúng ta sẽ phóng to. Để chiều phá ma chú đây đây. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đây. Đây, chúng ta chỉ vào con boss này. Đấy. Ok, bây giờ là đánh thoải mái luôn. Boss đang xuống máu anh em ạ. Đây, kéo xa cho anh em. Đấy, boss đang xuống máu mà mấy. Vô con sáng chạy ra mới chết đi đấy, đứng ở đây. Ta sẽ nhặt được xem được cái đồ tàn kiếm nào không. Ô lần là không được. Tóm lại là không được anh em ạ. Rồi, ok, ải 7 tàn kiếm đã hết. Và như anh em biết đấy, thì ngày nào cũng đi tàn kiếm đấy, thì nó chỉ có thế thôi. Tàn kiếm đi ải 7 là mắc rồi. Hết rồi. Vàng được bao nhiêu thì được, mà không được thì thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video, like, chia sẻ, ủng hộ nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. Bởi vì sắp sửa tới thì Long có review ở server mới Quyền Hồ, anh em nhớ tham khảo và chơi combat trở lại nhá. Và tàng kiếm thì đã hết rồi. Và không có gì để chia sẻ nữa thì Long xin chấm dứt video tại đây. Và hẹn anh em vào video khác. Bye bye. Và xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.